Đó cũng là lý do khi khi đi chơi em thấy khoảng 10 giờ hoặc là hơn 10 giờ em thường là kêu về sớm đi để ngủ, và có những lúc bữa sau mình còn phải đi nữa nên em không muốn vợ em ở ngoài đường quá lâu, vì ngoài đường quá lâu thì lúc về nhà chứ biết không, về nhà mệt lắm. Bình thường người khác mệt thì người ta sẽ ngủ liền, nhưng vợ em mệt lại càng khó ngủ, nằm chằn chọc qua chằn chọc lại. Lúc đó em làm gì? Thường là hai đứa khoảng 10 giờ mấy về đến nhà, nếu mà không đi đâu là bỏ điện thoại ra là em sẽ massage cổ cho vợ em để thấy gì, để lúc đó mình con người mình thoải mái, relax rồi nó dễ ngủ đó chị. Tại sao em không chọn một người phụ nữ bình thường? Em cũng không biết nữa, chắc em nghĩ là cái đó là cái duyên phận, đến thì mình đến với nhau thôi chứ không phải là muốn hay không muốn. Tôi xin phép bắt tay anh là tôi rất quý trọng những con người như anh, rất cảm ơn anh. Tôi không muốn nghĩ, tôi nói thật nha, nếu mà tôi là một người phụ nữ, tôi là một người chị, một người mẹ, tôi mong ước anh lấy một người vợ để được sanh con, để được ở bên cạnh, cũng được bóp gáy, cũng được bóp vai như vậy. Anh nói tôi rất là cảm động với cả luôn cộng đồng của các bạn ở thế giới thứ ba. Tôi rất là thích, tôi cũng đã từng hợp tác làm một cái bộ phim với chị Vân. Chị Vân đã cho tôi một cái vai mà tôi đã sống trong cái nhân vật đó cả cả tháng. Tôi nghiên cứu được và tôi biết chắc những cái khó khăn của anh ngày hôm nay. Tôi nghĩ tôi không còn gì câu hỏi đó với anh nữa.